Hello, xin chào các anh chị ạ. Hôm nay chúng ta cùng phân tích tiếp hai cái chương. Chương hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Hôm nay mình sẽ phân tích cuốn Sức mạnh tiềm thức ha, chương 4 và chương 5 là chữa trị tinh thần trong thời cổ và thời hiện đại. Thì ở hai cái chương này, chúng ta thấy trong thời cổ đại, thời đó thì chúng ta thấy y học và công nghệ chưa được phát triển như ngày hôm nay. Vậy mà có thể tìm ra được những cái phương pháp để mà chữa bệnh, hoặc là những cái bác sĩ chưa có đủ trình độ, chưa có đủ kiến thức để có thể chữa bệnh cho người khác. Lúc đó thì có những thầy tư tế, hoặc có những phong tục, những cái cách để người ta chữa bệnh. Họ dùng những cái tín đồ như cầu nguyện vị thần linh nào đó. Thì khi đó những cái tín đồ họ cầm bùa hoặc là một loại nước nào đó do thầy tư tế tạo ra. Ngày xưa người ta chưa hiểu, chưa biết về sức khỏe. Hồi đó bác sĩ chưa có nhiều, cũng chưa biết chữa như thế nào, nên họ cứ tin thôi. Họ cầm bất kỳ một cái gì đó để cầu nguyện và tin rằng sức mạnh của thần linh sẽ cứu mình. Một số người tin rằng đúng đúng vào cái ngày đó, đúng vào cái giờ nào đó thì uống cái ly nước đó, thì đi ngủ đúng giờ đó thì sẽ có một cái vị thần linh nào đó xuất hiện và chữa bệnh cho họ. Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người đã khỏe, đã có rất là nhiều lần thành công xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì hoặc là có lệnh, hoặc là có những cái lễ tế khấn nguyện, rõ ràng là chúng ta thấy đó cũng là điều rất là hay. Trong thời cổ, khi mà ngành khoa học chưa phát triển và y học chưa được tốt như ngày hôm nay, thì người ta đã có cách chữa trị theo đức tin cầu nguyện. Một câu chuyện là có người cha đang bị chưa khỏe về phổi, thì người con thỉnh một cái nhẫn từ một cái nơi xa xôi đã được truyền phép rất là tuyệt vời, là chỉ cần đeo cái nhẫn này vào thôi thì sẽ hết bệnh. Người cha rất là tin. Có những vị giáo sư, vị tu sĩ, có những bác sĩ đã trải nghiệm, đã ứng dụng. Bác sĩ trị liệu Frank Anton Mesmer là một bác sĩ người Đức. Ông ấy có dùng cách chữa bệnh cho con người bằng cách gắn nam châm lên người bệnh, rồi dùng thêm những cái cách khác nhau. Thì sau một thời gian thì ông ấy thấy là không cần nam châm. Ông ấy lấy tay ấn lên người của những người chưa khỏe và họ cũng được khỏe luôn. Sau này có những người chính phủ của nước Pháp họ họ cho điều tra xem chuyện này có thật không hay chỉ là trò lừa bịp thôi, thì 100% là tất cả các ca bệnh đó họ đều khỏi khỏi thật. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nhưng không ai chứng minh được thuyết qua máy. Ông ấy nói đấy là cái thuyết từ trường nam châm. Nhưng người ta có khả năng từ từ trường, là con người ta có khả năng từ trường nam châm, nhưng không ai tin hết dù sự thật là như vậy. Không có bằng chứng nào cho thấy ông ấy là người lừa bịp, không có ca bệnh nào là không chữa khỏi, họ đều khỏi thật rồi. Và điều này đến từ đâu ạ? Nó đến từ sức mạnh chữa lành của niềm tin. Cũng như bản thân ông bác sĩ này, ông ấy tin rằng cách này có thể làm đúng, cách này có thể chữa lành được cho người khác. Bản thân người bệnh cũng tin là ông Mesmer, cách này của ông hiệu quả. Lòng tin của cả người chữa bệnh và người đang được chữa đều tin là sẽ khỏi. Thì lúc đó đã tạo ra một cái năng lượng chữa lành cho người bệnh. Bao nhiêu anh chị ở đây biết rằng là cơ thể có khả năng tự chữa lành ạ? Cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành. Khi bạn tổn thương gì đó thì cơ thể chúng ta cũng có khả năng tự chữa lành. Nó tự liền da lại, đúng không ạ? Da của mình mà bị cái gì thì nó sẽ tự liền da lại, và tất cả trên cơ thể chúng ta đều có thể tự liền da lại. Chỉ có nhanh hay là chậm thôi. Nếu nó nhanh thì truyền năng lượng vào, chúng ta tập trung năng lượng vào việc đó thì nó liền nhanh lắm. Trong cái thuyết này thì ngoài ông Mesmer thì có một người là ông Hippolyte Bohem, bác sĩ y khoa tại Pháp, cũng thấy sự ám thị rất là quan trọng.
Ông ấy đã ám thị những người sinh viên của mình, ám thị những người bệnh nhân của mình, ám thị bạn sẽ bị mất tiếng trong một cái môn học của tôi. Có người thì bị ám thị là cái gì đó, nói chung là những cái bệnh rất là kinh khủng đúng không ạ? Những câu chuyện rất là lạ, thậm chí ông ấy đã thử thôi miên ám thị vào lúc 4 giờ chiều, anh sẽ vào văn phòng tôi, ngồi xuống khoanh tay, và lúc đó thì có một cái hiện tượng gì đó trên cơ thể của anh xảy ra, và đúng giờ đấy nó xảy ra như vậy luôn. Sau khi đọc đọc xong cái phần nhiều nhiều người những chị nổi da gà đúng không ạ? Khi mình đọc cái chỗ này mình cũng 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 nổi da gà luôn đó. Không biết là anh chị có như mình không? Những cái ông này, ông ấy làm thôi miên được như vậy luôn. Tới giờ đó bạn sẽ bị cái này, tới giờ đó bạn sẽ bị cái kia. Đó là lần đầu tiên mình đọc được. Bây giờ thì sau khi mình đã được học trong câu lạc bộ thì mình đã hiểu thôi miên là một bộ môn khoa học. Nó không phải là tư tế, nó cũng không phải là cái gì đó huyền bí, không phải là cái gì đó ma thuật gì đâu. Nó là khoa học và tất cả chúng ta đều có thể làm được. Đây là một bậc thầy về thôi miên. Ông ấy đã áp dụng cái này để ông ấy chứng minh. Một giáo sư y khoa, chúng ta biết là để có một học vị về giáo sư là nó lớn lớn hơn tiến sĩ. Thì giáo sư y khoa ở Pháp nó xịn lắm anh chị. Vì luật ở nước ngoài là khi một người có bằng tiến sĩ hoặc là bằng tiến sĩ thì phải là 1 năm, 1 năm 2 năm phải có một cái cống hiến gì đó. Thứ nhất là họ phải giỏi, thứ hai là họ phải liên tục có những cái phát minh, liên tục có những cái đồ án dự án mới cho đất nước thì họ mới được nhận tiến sĩ và giáo sư. Ở Việt Nam chúng ta thì không có luật đó nên là rất là nhiều những cái tiến sĩ đi học ở nước ngoài, khi về Việt Nam vẫn giữ cái bằng tiến sĩ nha, 10 năm 20 năm luôn không có sao hết, không cần phải nghiên cứu. Nên nhiều khi là chúng ta hay nói với nhau là tiến sĩ là giấy là như vậy, là tiến sĩ không có cống hiến gì hết. Ở nước ngoài là không như vậy. Ở nước ngoài là tầm 1-2 năm nếu bạn không có cái nghiên cứu gì, không có thành quả gì, là người ta sẽ tước cái học vị tiến sĩ của bạn luôn. Nên ông này, ông cái giáo sư, mà giáo sư y khoa tại Pháp, thì anh chị hình dung ông này cũng là thuộc diện những nghiên những người nghiên cứu và cũng kinh khủng lắm rồi đúng không ạ? Đầu thì cũng hói rồi, là một bậc thầy là về thiên về khoa học. Những người đã ở tầm giáo sư là cái mức độ hiểu biết của họ hơn chúng ta rất là nhiều. Họ nghiên cứu rất là rõ ràng, rất là logic và khoa học, chứ không phải chỉ nói những cái kiến thức theo kiểu là ảo tưởng đâu ạ. Chúng ta thấy những người như thế này, họ là học vị rất cao và rất khoa học luôn, chứ không phải là như những người nói nhảm đâu. Ông ấy đã làm được điều này, và rất là kinh khủng. Khi mình đọc mà mình đã nghĩ nếu ông ấy là thầy tư tế hay thầy bói là không thể tin được, nhưng đây là giáo sư tiến sĩ đàng hoàng đúng không ạ? Và có rất có một điều hay là cái môn thôi miên là một cái bộ môn khoa học. Có điều ở Việt Nam không dạy nên chúng ta không biết, chứ ở Mỹ, ở Úc là người ta dạy những cái chương trình như thế này. Ở châu Âu cũng có rất nhiều bộ môn thôi miên là giúp chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình và với người khác. Khi ông tiến sĩ làm điều này, chúng ta thấy là nếu trong cái trạng thái thôi miên mà bạn được cài đặt những cái niềm tin là sẽ bị cái này, bị cái kia, mà nó xảy ra đúng như vậy. Vậy thì giờ chúng ta cài đặt những niềm tin tích cực trong trạng thái thôi miên thì chuyện gì xảy ra? Chẳng hạn như là bạn cài đặt bạn là một người rất khỏe mạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bạn cài đặt là cơ thể của bạn đang phục hồi, được chữa lành nhanh chóng, phục hồi một cách ngoạn mục thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Vì nó có một cái tác động là niềm tin của người nghe thôi miên phát ra nhanh hơn. Tự kỷ ám thị bình thường. Hôm trước chúng ta đã phân tích về tự kỷ ám thị rồi đúng không ạ?
Một trong những cách để chúng ta giao tiếp với tiềm thức để thay đổi và cài đặt lại cái tiềm thức đó chính là tự kỷ ám thị. Và ngày hôm nay chúng ta học được cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đó là phương pháp thôi miên. Chúng ta có thể thôi miên bản thân hoặc thôi miên người khác để nhanh chóng thay đổi tiềm thức. Nếu anh chị nào tìm hiểu thêm về thôi miên thì có thể liên hệ những cái thành viên là nhóm trong câu lạc bộ là để các anh chị trong nhóm có thể hướng dẫn các anh chị hiểu rõ hơn và có thể tự làm cho mình một bài thôi miên. Ok chưa ạ? Vậy thì về thôi miên, chúng ta thấy rõ ràng là tiềm thức rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta ám thị bằng tự kỷ ám thị hoặc ám thị bằng thôi miên thì bất kỳ điều gì cài đặt vào trong tiềm thức và khi ý thức của chúng ta đã tin điều đó rồi, đã tin điều đó là đúng thì điều đó sẽ xảy ra. Vậy chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào vào cuộc sống của mình? Quan trọng là ứng dụng đúng không ạ? Vì khi đọc sách là chúng ta đã thấy hay rồi, còn ứng dụng như thế nào để thành công là phải học cách ứng dụng. Đầu tiên là hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng tiềm thức của chúng ta có khả năng chữa lành, cơ thể của chúng ta có khả năng chữa lành, cho nên hãy vận dụng nó và hãy gieo những hạt giống, những niềm tin tích cực, chăm bón tưới tiêu bằng những hy vọng là nó sẽ sớm đơm hoa kết trái. Những anh chị nào có theo đạo hoặc là theo một tôn giáo nào đó thì chúng ta có thể tận dụng. Ví dụ, mình tin rằng khi mình cầu nguyện, mình nguyện những điều tốt, mình nguyện luôn là mình sẽ được những điều đó đi. Trước giờ mình hay nguyện cho người khác rất tốt rồi. Giờ thì mình nguyện cho người khác và nguyện cho chính mình luôn để mình có thể đạt được điều đó, đạt được cái điều mình muốn. Những anh chị nào đức tin càng cao, đặc biệt những anh chị theo đạo thì nó sẽ rất hiệu quả và nó tốt luôn cho cả sức khỏe của mình. Sự chữa lành là nó rất linh thiêng. Việc chúng ta hình dung tưởng tượng tới kết quả của mình, tới việc khi mình khỏe mạnh, khi cơ thể của mình khỏe mạnh hoặc cơ thể mình tràn đầy năng lượng là rất tốt. Thậm chí ở đây còn có chữa bệnh từ xa nữa. Đó là cái câu chuyện của người con ở Los Angeles và mẹ thì ở New York, đúng không ạ? Là biết mẹ chưa khỏe là con cầu nguyện từ xa, truyền năng lượng yêu thương, truyền năng lượng chữa lành cho cái người mẹ của mình và bà cũng đã tự khỏi. Nó chứng minh điều gì ạ? Đó là khi anh chị nguyện điều gì thì không chỉ ảnh hưởng ở mình mà nó còn tác động vào người khác. Có nghĩa là khi chúng ta nguyện thì chúng ta cầu nguyện những điều phúc lành cho mình và cho người khác thì đều có tác dụng cho mình và cho người khác. Trong thời hiện đại cũng vậy, trong thời hiện đại chúng ta cũng thấy sức mạnh tiềm thức nó chữa lành trong tiềm thức của mọi người. Nếu được định hướng đúng đắn, năng lực chữa lành cư ngụ trong tiềm thức của bạn có thể chữa lành mọi bệnh tật cả về tinh thần và thể xác. Chúng ta thấy từ quy luật của niềm tin, đối với những người có đức tin, mọi chuyện đều có thể. Ở đây có rất là nhiều ví dụ từ chữa lành của bác sĩ ở những năm 1776, những năm 1815, rất là nhiều người đã áp dụng thử. Có những người đã được chữa lành thành công từ việc sử dụng niềm tin, sử dụng việc ám thị. Điều này có nghĩa là bất luận niềm tin khách quan của bạn là gì, nếu bạn đã thừa nhận hoặc tin tưởng một cách tích cực hoặc ngấm ngầm, tiềm thức sẽ bị chi phối bởi sự ám thị. Và niềm mong mỏi của bạn sẽ thành hiện thực. Chúng ta càng tin điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Sự chữa lành sẽ cho chúng ta hiệu quả tốt nhất. Nếu cả ý thức và tiềm thức ở trong trạng thái hoàn toàn chấp nhận niềm tin. Mình nhắc lại cái chìa khóa ạ. Sự chữa lành sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất nếu cả ý thức và tiềm thức ở trạng thái hoàn toàn chấp nhận niềm tin. Nếu niềm tin đó của anh chị là tuyệt
tuyệt đối. Tức là cả ở ngoài lẫn bên trong đều là tin điều đó sẽ xảy ra, thì sự chữa lành sẽ phát triển mạnh nhất luôn. Nó sẽ chữa lành cơ thể của chúng ta hoặc là cho người khác một cách tốt nhất. Và bây giờ chúng ta đã biết về quyển sách này rồi, thì Minh tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta đều ứng dụng được hết, chỉ là chúng ta chưa làm nên chưa có kết quả thôi. Vì chúng ta biết tiềm thức là tiềm ẩn, mà tiềm ẩn thì có nghĩa là mình chưa khai phá được nó thôi. Những người đã làm được là họ họ biết trước chúng ta, họ khai phá trước chúng ta. Bây giờ anh chị học, anh chị ứng dụng khai phá, bật những cái bóng đèn bên trong của mình đi. Tới một thời điểm nào đó mình trở thành con người, con người nhiễm từ cực mạnh, mình ứng dụng thì sẽ thành công. Giờ mình có thể ứng dụng theo cách đơn giản nhất bằng cách là mình cầu nguyện, bằng cách mình thay đổi niềm tin. Bởi vì anh chị nhớ là cái niềm tin tuyệt đối ở đây là tin một cách chắc chắn nó sẽ xảy ra. Những câu chuyện mà anh chị thấy là chắc chắn tôi sẽ khỏe lên khi được người này chạm vào, tôi sẽ khỏe lên. Khi tôi đeo cái nhẫn này vào, tôi sẽ khỏe lên. Khi tôi làm cái nghi thức này, và thần linh sẽ đến chữa cho tôi, kiểu kiểu như vậy anh chị ha. Thì đó là cái niềm tin tuyệt đối, niềm tin không có sự nghi ngờ, không có một cái nghi ngờ nào từ bên trong hay bên ngoài cả, tuyệt đối luôn. Cả ý thức và tiềm thức cũng tin thì điều đó cũng xảy ra được. Nếu chúng ta làm được điều này cả về sức khỏe thì về tài chính sẽ như thế nào? Về tài chính thì có những lúc chúng ta có tiếng nói nhỏ bên trong, chúng ta sẽ có sự nghi ngờ bên trong. Nó giống như là nếu như bây giờ thu nhập của anh chị đang là 10 triệu thì mình đặt mục tiêu là tháng sau thu nhập tăng gấp 10 lần là 100 triệu. Mong muốn của chúng ta là gia tăng thu nhập lên gấp 10 lần. Có ai ở đây thích không à? Thích cái điều đó không ạ? Có nhiều trong số anh chị ở đây mong muốn thu nhập của mình tăng lên 10 lần ạ. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó. Nhưng khi mình nói tới điều đó ra, bây giờ anh chị thử tự nói cho mình nghe cái con số thu nhập tăng lên gấp 10 lần. Ví dụ thu nhập mà anh chị đang 10 triệu, anh chị nói tôi có thu nhập 100 triệu trong tháng này. Nếu anh chị đang có thu nhập 100 triệu thì anh chị nói tôi có thu nhập 1 tỷ trong tháng này. Bao nhiêu trong số anh chị đã nói rồi ạ? Và khi các anh chị nói thì mình thấy thích không ạ? Ngay lúc mình nói mình có thích không ạ? Có thấy hào hứng không? Thấy thấy đã không? Nhưng tầm sau 2 đến 3 giây sau thì điều gì đã xảy ra? Chỉ khoe sau khoảng 2 đến 3 giây sau thôi thì bên trong mình đã thầm nói hình như có cái gì đó sai sai. Có một cái gì đó nó nói với mình là gì ạ? Ảo tưởng sức mạnh nè. Làm sao mà làm được, làm cái quái gì mà có thể dễ dàng như thế, làm sao mà có thể làm được. Anh chị có thấy thế không ạ? Bao nhiêu số anh chị đã trải nghiệm điều này? Mình có muốn tiếng nói nhỏ hơn nè, nó nói đâu, tự nhiên nó nói mà, tự nó nói luôn đúng không ạ? Tự cái tiềm thức của mình nó nói mình á, bình tĩnh lại nha, làm hùng hục mới kiếm được có 10 triệu, giờ nói 100 triệu thì đừng có mơ cưng, kiểu kiểu như vậy các anh chị ha. Thì đó chính là cái gọi là niềm tin của chúng ta chưa tuyệt đối. Nhưng nếu giờ anh chị đang kiếm 10 triệu, anh chị nói tháng sau tôi kiếm được 10 triệu thì chắc chắn là không có tiếng nói nhỏ. Giả sử giờ mình đang có thu nhập 100 triệu một tháng, thì anh chị đặt mục tiêu là tháng sau tôi có lợi nhuận 100 triệu một tháng, thì có tiếng nói nhỏ không ạ? Không có tiếng nói nhỏ luôn. Không có niềm tin giới hạn nào, không có một cái cảm giác sai sai nào hết, nó hoàn toàn bình thường chứ không có tiếng nói nhỏ nào hiện lên. Mình chỉ cần nói gấp 10 lần thôi là có tiếng nói nhỏ nó hiện lên liền luôn anh chị ha. Thì đó chính là điều mà chúng ta cần phải thay đổi. Vì thu nhập của mỗi người thì tương ứng với nhiệt kế tài chính của người đó. Độ giàu có của một người cũng sẽ tương ứng với
cái nhiệt kế tài chính của người đó. Nhưng nếu như bạn không tin thì là thu nhập của bạn, nếu như bạn mà không tin là cái thu nhập của bạn tăng lên gấp 10 lần thì tiềm thức của họ tin chưa? Mình còn không tin đúng không ạ? Mình còn nói ra một câu mà 2 giây sau là có tiếng nói nhỏ hiện ra, nó phản đối luôn. Đấy là tin chưa anh chị? Chưa tin. Chúng ta chưa tin thì chúng ta sẽ không có. Đấy là chúng ta mới chỉ muốn thôi, chúng ta chưa thật sự tin. Việc của chúng ta là phải thay đổi nhiệt kế tài chính của mình. Chúng ta phải tin rằng chúng ta có được. Tin ở đây là bằng cách là không phải chúng ta cứ nói là tin được đâu. Chúng ta phải chứng minh bằng cách lặp đi lặp lại, bằng việc là mỗi ngày chúng ta phải ám thị cho mình. Và bằng việc nghe ăn mừng thành công, bằng việc tiếp xúc và gặp gỡ người thành công. Vì nếu bây giờ anh chị tham gia vào một môi trường mà ai cũng có thu nhập khủng, anh chị gặp 10 người thì 10 người kiếm được 100 triệu một tháng. Anh chị gặp 20 người thì 20 người kiếm được 100 triệu một tháng. Anh chị gặp 100 người thì 100 người kiếm được 100 triệu một tháng. Thì anh chị có tin là anh chị kiếm được 100 triệu một tháng không ạ? Ai xung quanh mình cũng kiếm được 100 triệu một tháng hết thì mình có làm được không? Anh chị hình dung không ạ? Thế thì bao nhiêu trong số anh chị hiểu được cái trường năng lượng ạ? Lý do tại sao mình phải nói với các anh chị cái việc mà chúng ta lựa chọn cái môi trường để chúng ta phát triển có quan trọng không? Nếu xung quanh bạn cứ làm việc, bạn cứ sống, bạn cứ chơi với những người xung quanh mình mà thu nhập chỉ 5 triệu, 10 triệu thôi thì chắc chắn thu nhập của bạn cũng chỉ 5 triệu đến 10 triệu. Nhưng nếu bây giờ bạn cho phép vào những nơi, cho phép mình vào những nơi mà thu nhập của họ vài trăm triệu đến 1 tỷ thì cái chuyện mà kiếm 100 triệu là một cái là tiền lẻ thôi. Và lúc đó chúng ta thấy là rất là nhiều người làm được. Thì đó là cái cách chọn môi trường. Và sau khi chúng ta đọc những cuốn sách như thế này thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian để tham gia vào các nhóm học tập của câu lạc bộ để chúng ta có thể ôn tập, có một môi trường năng lượng để chúng ta lắng nghe những thành công của người khác và hiểu rằng người khác làm được, tôi cũng làm được. Có nhiều câu chuyện vi diệu lắm các anh chị. Đó là phần mà chúng ta thấy sự niềm tin. Tiềm thức thì vận hành theo niềm tin. Cách thứ nhất là chúng ta chọn vào một môi trường mà họ đang có thu nhập rất là cao, họ đang phát triển và có rất là nhiều thành công. Chúng ta ở gần họ nhiều thì chúng ta sẽ tin. Bao nhiêu anh chị đọc, nghe và phân tích cuốn Sức mạnh tiềm thức và thấy sự vi diệu của nó khi tham gia vào câu lạc bộ với những trải nghiệm thực tế của những bậc thầy sức mạnh tiềm thức trong câu lạc bộ thì anh chị sẽ không thể không tin. Và anh chị có tin sức mạnh tiềm thức có thể chữa lành không ạ? Câu chuyện nó thật, có thật hết luôn anh chị. Anh chị hình dung không ạ? Cho nên chúng ta phải ở gần những người nào phù hợp cho tương lai của mình. Ví dụ mình muốn sức khỏe, mình muốn có sức khỏe thì mình ở gần những người đang khỏe mạnh. Họ sẽ chỉ cho chúng ta những niềm tin, những tư duy làm sao để khỏe mạnh. Nếu chúng ta muốn giàu có thì ở gần những người giàu có, tham gia học tập làm việc với những người giàu có để chúng ta có những niềm tin, tăng tư duy về giàu có. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc thì hãy ở gần những người đang hạnh phúc và đang có nhiều người khác yêu quý. Và cách thứ hai là đó là cách gì ạ? Cách thứ hai đó là tự kỷ ám thị. Nghĩa là mình muốn gì thì mình cứ nói trước gương cái đó. Thậm chí lúc mình đang đi xe, mình cầu nguyện, lúc mình đang đi đang làm một cái gì, mình cũng có thể tự tự nói ám thị bản thân là người như thế nào, mình mong muốn trở thành người như thế nào, sống như thể đã đạt được rồi. Và cái thứ ba là thôi miên, đó là chúng ta
thu âm bài viết của mình rồi chúng ta lắng nghe. Nếu anh chị có cơ hội được gặp gỡ một bậc thầy thôi miên thì có thể bỏ ra vài trăm ngàn đô, vài ngàn đô để họ hướng dẫn mình làm cũng được. Nếu như các anh chị tham gia vào câu lạc bộ thì có người thầy của mình, thầy đã bỏ tiền ra đi học và hướng dẫn miễn phí cho chúng ta. Thầy đã hướng dẫn cho rất là nhiều anh chị em trong câu lạc bộ và đã thành công. Đó là có rất là nhiều cách. Nếu anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về thôi miên thì có thể nhắn hỏi mình nha. Mình sẽ hướng dẫn cách để để các anh chị có thể tự làm bài thôi miên cho mình, để mình tự cài đặt lại tiềm thức cho mình. Đó là về phần bài phân tích ngày hôm nay. Và có một cái sự thật là gì ạ? Chúng ta hãy tin tưởng vào sức khỏe hoàn hảo, sự thành công, an bình, sung túc và linh hướng, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta tập trung vào những điều tích cực và hãy lắng dịu tâm hồn của mình, hiểu ý nghĩa về sự khỏe mạnh, về sức sống, sự hoàn hảo nó vận hành vào tâm thức của mình. Và hãy làm sao để cho ý thức và tiềm thức của chúng ta tin việc đó. Phần của ngày hôm nay đó là điều trị theo thời cổ và thời hiện đại. Bản chất nó là sự cầu nguyện. Và hãy cầu những điều tốt lành cho mình và cho người khác nha. Ở đây có ai đi cầu điều không tốt cho người khác không? Có nha, có người cầu cho người khác bị cái gì đó. Điều đó không tốt như vậy. Bạn cầu cho người ta thì bạn là người nghe trước, nên đã cầu nguyện thì cầu nguyện điều tốt nha. Luôn luôn cầu nguyện những điều tốt lành thì mình là người nghe đầu tiên. Mình muốn cái gì thì mình cầu cho người khác cái đó, cầu cho mình cái đó. Nhiều người cầu những điều không tốt cho người khác nên cuộc đời không được hạnh phúc. Vì khi mình nghĩ đến thôi là nó đã ở trong đầu mình trước, mình nghe trước, nó linh hướng với mình trước. Anh chị hình dung không ạ? Nên mình lưu ý trước khi đi ngủ hãy hình dung những ước vọng và mong mỏi của mình đã thành sự thật. Hãy ngủ trong an bình và thức dậy trong hân hoan. Trước khi đi ngủ thì luôn trong trạng thái bình an và vui tươi, khỏe mạnh, hoan hỷ, hạnh phúc. Vì bạn ngủ trong trạng thái nào thì thức dậy sẽ trong cái trạng thái đó. Nếu đi ngủ trong trạng thái không khỏe thì thức dậy cũng trong trạng thái không khỏe. Nếu đi ngủ trong trạng thái ức chế thì thức dậy cũng cũng không có tốt đâu ạ. Vậy thì khi chúng ta ngủ thì tiềm thức đang hoạt động rất mạnh. Nên nếu mình không vui hoặc là trong cái trạng thái không tích cực thì đảm bảo tối hôm đó bên trong mình không khỏe và sáng hôm sau cũng không không vui được đâu ha. Nên tốt nhất là luôn trong trạng thái là hân hoan tích cực dù thời điểm nào trong ngày. Chúng ta xóa hết những cái chuyện không tích cực ra đi, chỉ để những cái tốt đẹp trong cái tốt lành, tình yêu thương, lòng biết ơn, sự tha thứ, giàu có, hạnh phúc. Còn những cái không tốt thì mời ra đi chỗ khác. Làm được như vậy thì yên tâm, không sợ gì hết. Ok chưa ạ? Những điều không tích cực nó cũng không tốt cho cái tính mạng. Nên mạng của mình thì mình giữ ha. Cách làm cho mình khỏe mạnh và sống lâu là gì ạ? Hãy luôn luôn có ý niệm tích cực, thành công, yêu thương, hạnh phúc, hoan hỷ thì mình sẽ sống được lâu. Rồi, hôm nay mình kết thúc ở đây ha. Chúc cả nhà chúng ta luôn trong ý niệm của sự thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng mình. Cảm ơn các anh chị đã luôn yêu thương, quý mến và tin tưởng. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. À.